Còn nếu mà mày thương chân sâu, mày đi theo chân sâu rồi mày đi ra khỏi nhà tao luôn, mày không có bước chân về tới đây nữa, tao coi như không có mày đi. Đó, tao bây giờ tao phân rồi đó, không có còn nói cái gì nữa hết trơn á. Mà chân của tao mà có chết tao nằm xuống rồi á, dứt khoát không cho mày về, mày đốt một cái nhang hay là mày để tan gì cho tao á. Tao nói rồi, dứt khoát là dứt khoát, tao nói thiệt với mày luôn. Nó làm vậy đó, là hỏi nhắn cho nó ở trong nhà được không? Ồ, cái nhào là nó thủ chúng, nó làm chứ rơi luôn á. Ba! Ba! Giờ Út tính thì sao? Thôi Út ơi, tha thứ hoàng nữa đi được không? Út giờ quá giận, không cho ở trong nhà. Dạ. Ở mà nó không làm chữ Út là nó này kia. Nhà vô nó quýnh rồi còn gì nữa, nó không có còn cái gì mà để chứa chấp ở trong nhà nữa chứ. Út nói thiệt, bây giờ ở ngoài như mà mấy người mạnh thường quân mà thương nó thì ai thương nó cứ việc làm gì luôn, chứ không phải mà đầu tiên mà Út đuổi nó. Đó cũng như là Út giận, Út nói, Út kẹt ra nó vậy thôi. Mà bây giờ nói cái gì nó dương, nó quýnh Út, cái nhà vô nó làm chứ ơi, nó nói vậy nó không đi đâu vậy, ở đây. Con cũng nghe cái có một bà chị nào á nói là một khi chị sâu ra khỏi nhà là chị đó chị lo hết mà vậy mình cũng an tâm chứ đâu có gì đâu. Thì ấy đó, có nghe vấn đề đó không? Có chứ, đâu có nghe chứ. Nói là suốt cuộc đời người ta chỉ là lấy cái bản thân của người ta, người ta bảo bọc cho nó suốt đúng cuộc rồi. Đời luôn, tại vì người ta thấy là cũng như tụ nghiệp cho nó. Nó của coi cha mẹ nó đi lang thang lứa thứ, người ta thấy vậy là người ta tội cho nó thôi. Người ta thấy là nó vô phước và người ta có phước đó. Thì ta muốn là ta bảo bọc cho nó suốt như cuộc đời. Vấn đề này cũng phải nói là lấy cái thân ra bảo vệ chuyên sâu, bảo vệ từ xa hay là sao, phải có tiền mới bảo vệ được chứ. Bây giờ bảo vệ, bây giờ con nói con Út nè, bây giờ con ngồi kế đây Út, con nói con bảo vệ Út suốt đời luôn ha. Thì con bảo vệ bằng cái miệng á, đâu có gọi là gì đâu. Bây giờ em cũng nói thẳng luôn, cái clip này thì tự cấp vậy em làm bình thường. Chị nói chị nào nó nói mà bảo vệ chim sâu thì ha, chị bây giờ đó là chim sâu, bây giờ là cô là khẳng định một điều á là rất khó mà giữ chim sâu trong nhà đó. Thì chị bây giờ chị vươn cái vòng tay chị ra, chị cu mang chim sâu đi ha. Em chụp đi. Thở bút tay bạn. Chim sâu bây giờ không thấy chim sâu bóp. Ở trong nhà kìa, kêu ba mày đóng tiền điện ra. Thôi bút bây giờ mình tha thứ lại nữa đi bút. Mình thấy thôi giờ mình bớt giận, dù như mình cũng không nghĩ chim sâu thì cũng nghĩ lòng mình sẽ giờ tha thứ lại nữa coi thử coi sao. Mà phải kêu anh Long làm căng lên ha. Nó không làm căng mà nó còn muốn binh nữa. Nó Út mới tức. Đuổi ra nói nó vậy, cái nó vô nó sàn đồ nó đi nha. Hỏi nó coi đó, coi vậy đó, coi nhắc làm sao. Chim sâu soạn đồ là anh Long soạn. Long á. Trời ơi. Kiểu này là không được rồi, anh Lâm không chỉ dạy mà còn theo nữa. Ra nó cái nó đấy à. Đấy mà không có nói vậy, không có đi thì đi luôn. Quần áo bao nhiêu thì cuốn đi hết. Nó không có đi luôn. Nó đi đánh mặt thời gian, cái nhà ai làm gì đánh mặt. Nó đi đánh mặt thời gian rồi nó về. Nó đi thì đi luôn chứ không cho bước chân vô nhà. Căng dữ vậy Út. Giờ cũng quá thế thì Út cũng tha thứ nhiều lần. Thì Út có nghĩ hầu mình đi khám bệnh không? Đi khám thử coi, bữa nay con sợ Út có bức xúc này kia đường tăng lên nữa đó. Nó đang tới bằng 220 rồi. Uống tới nửa tháng giờ, mình đi khám nữa cũng được cái nửa tháng. Rồi sáng giờ có uống thuốc gì cho Út?
chưa có biết đâu. Gắn ăn vô uống thuốc vô đi, tại đúng cử không rồi là nó có biểu hiện lên là nó mệt lắm á, đường nó tăng lên là nó có biến chứng nhiều lắm á. Uống kiếm gì ăn Út, rồi uống thuốc vô. Rồi chú tính là ngày mai đi khám mắt nè. Ổng tính nó về đó, giao đứt cho nó đừng ổng đi khám đó. Dạ. Ổng tính đi bữa nay nè. Dạ. Mà bữa nay hình như chủ nhật thì ngày mai thứ hai là ổng đi đó. Về cái nói động cái nó sạn đồ nó đi nữa. Hôm nay nói cái nó không đi đó. Tức không? Nó nói mà nó trợn chồng trợn trắng với mình vậy. Mấy ngày nay cháu đi chơi thấy vui rồi muốn đi nữa hay gì? Không đi cho nó đi luôn. Nói chuyện này là dứt khoát không có cho chim sâu ở trong nhà. Nó rồi là rồi. Quyết định luôn hết. Quyết định luôn cho nó đi luôn. Nãy giờ chỉ ra xin lỗi đúng không? Trời ơi xin lỗi. Nằm ở trong đó tối từ sớm tới giờ luôn. Vậy là cự lộn xong rồi đánh Út rồi cái anh Long rút gì tổng luôn. Nó tự dũng ở trong phòng đó đó. Trời ơi. Đánh Út luôn không? Nhà vô nó đánh luôn. Mới mua vỏ thôi à. Mới mua vỏ chứ chưa có đánh nha. Mới mua vỏ công phu ở ngoài thôi à. Cũng thế hả? Chưa có tác động gì. Vậy chú Minh chú cũng can ra. Tại vì vừa ấy thì chú Minh lại tới. Trời ơi, bà nó bả gan như vậy trời. Trời ơi. Nó giờ nó gan cùng mình luôn chứ nó có nghĩ tới ai nữa. Thì không có người can là chắc bật phút luôn quá. Cũng nói sáng mà hồi sớm không có chú Minh thì cũng làm tới luôn. Phải thì sống, không phải thì chết. Không nói thiệt. Chạy đâu ạ? À? Con nội vô quýnh nữa nè. Cho cái tội chạy nữa nè. Dừng cứu con thì đừng với con xe không à. Chú Minh. Hùng bà nội cái cho bà nội khỏe lần cái. Đất, hùng bà nội. Chỉ hiện con vô hả? Bây giờ thấy khỏe chưa Út? Khỏe đi xích mũi thuốc đi Út ơi. Không, bên đây được rồi. Từ từ cũng thẳng thôi. Để lên đây mà thấy mà xé nữa bây giờ nè. Đi ăn chỗ khác đi con, đi ra ngoài giỏi. Ngồi đó vậy đi cũng được đó, đừng chặn lớn nha. Ok, thấy hình được rồi, khỏi thấy tiếng. Giống như máy bị đít lo đi. Tính nó đi vậy, nó làm vậy, nó cũng về, nó cũng ấy. Làm đợi với nó, cái nó cầu trời nhớ cái tình cảnh hồi nãy nghe, tức nha. Trời, nó dám cũng giỏi lắm luôn trời. Nó đang ghê quá đó. Rồi chú Út có tính cho chị ở đây không? Ổng mà sớm giờ tôi điện kêu ổng qua, ổng chưa có nói gì tới nói chăng. Rồi lúc đó anh Long là có nhà không có gì? Thì nói nhà đó chứ nào, nó đang sẵn quần áo đó. Rồi ổng có nói gì không? Thì nó cũng la con kia vậy. Cũng la ha. Mà này cũng lại quá à. Nhờ vậy rồi mình tính sao? Thì giờ Út nó muốn đi thì nó đi, vậy Út không có cản nó nữa. Còn Long mà muốn đi theo nó đi về về. Và Út dứt khoát không cho con đi về về vậy nha, đi là đi luôn. Dạ. Lắm giờ ngồi đây chứ cũng chưa sớm giờ cũng suy nghĩ gì lắm rồi. Không phải là nóng giận à, ra là la gầy con thì chuyện đó là nó cũng rất bình thường, sự đáng chứ đâu phải mà chuyện mà nói chung ra là
nó quánh mẹ rồi. Ý là nói gần là chim sâu chứ anh Long không có làm vậy, chỉ là nói là chim sâu. Chú phải nói cho rõ ràng để khán giả bị dễ hiểu ha. Biết sao mà thấy không, từ ngày chim sâu thấy là ngày nó thật luôn, càng ngày càng quá đáng. Nó thật, con quay từ đầu tới cuối bây giờ thấy bây giờ là càng ngày càng quá đáng. Nói ai mà trong hoàn cảnh của cô chú chịu nổi, xin thưa bước vào thử biết ha. Nó thật luôn, khó có ai mà được giống như cô chú đó, chịu đựng. Là nói luôn quý vị khán giả, quý vị em nói luôn, ví dụ ai mà nhảy vô mà gọi là ở trong nhà của cô chú mà một ngày mà chịu đựng chim sâu nổi một ngày ha, là em chịu cái gì cũng chịu. Nói chú giờ nói chung ra để Út vô kêu Long ra đây hỏi thằng Do thế nào sao hồi sáng này, nó với mẹ nó ở bên này sao. Dạ. Nó lắm cho biết đó. Dạ. Sao qua đây coi. Long. Ừ. Mở cửa cho em đi sao qua đây coi. Đeo ra đây nè, ngồi đây nè. Không có gì. Tới rồi. Rồi mà lên ngồi ghế coi. Không giờ trong có chuyện. À ngồi đây nè. Cầm kia kìa xong. Cái ông ba kìa. Cái gì vậy, chỗ hết không? Đây đây. Con cũng ngồi ghế luôn. Ở đất ngồi đàng hoàng, con ngồi đàng hoàng ở đất, ngồi xuống chỗ làm chỗ ngay. Giờ nghe hỏi nha, có gì phải nói nấy nha. Rồi chuyến đi du lịch này là ở dưới làm sao? Có cái gì nói lớn lớn lên nghe mới nghe được, cái giờ nói nhỏ quá sao nghe. Rồi ở dưới người ta có mà nói hoặc khi là cái gì để là bào chữa cho hai đứa con không? Đó. Ai nói? Con. Vậy là lo cho con toàn bộ hết không phải không? Rồi con về đây là phản ảnh với là cha mẹ phải không? Dạ đúng không? Vậy là... Bây giờ muốn đi phải không? Cái này tất cả khán giả nha. Cái này là cái tự. Đó. Cái này là tự lên là nó ra quyết định nó ra đi. Còn ở đây nói chung ra là vợ chồng tôi không có xô đuổi nó. Rồi ở đây bên ngoài nói là tất cả cái chuyện gì này kia đừng có nói mà đây lên được mập lên được cái nhà rồi đó là hắt hủi đi sâu. Đó. Đây là bà con cô bác để xem cái clip này. Đó là đúng sai, tôi hỏi nó đàng hoàng đó. Bây giờ quyết định là đi là có trở về không? Đi luôn có nhà không cửa rồi phải không? Dạ. Bây giờ nếu đi á thì đi một mình hay là đi với Long? Đi với Long, hai lần đi được. Vậy đi với Long phải không? Bây giờ Long ra đây coi. Long ơi. Long. Rồi con có chào, con trả lời coi. Lấy tiền gì? Đi kiếm tiền, mình biết đi kiếm tiền rồi mà có cái là tại sao mà con nói câu nói như vậy cho mấy anh em ta buồn phiền.
Hả? Như chứ biết giờ đây á, cũng nhờ mấy anh em vô tích thì cũng có cảnh này. Mày nói tao nói chi vậy? Mày nói mày ở không mày đi chơi. Không, mày nói tao không có nói bò, không đi, mày có nói chứ bà lý mà. Tao có vụ đó mày đi với nhá, hai đứa mày đi, tao không hay biết gì trơn á. Đừng có nói tao là nói chơi với mẹ. Có mẹ, có mẹ, mẹ ơi, bây giờ con đi, đi núi. Đi núi có gì trúng kiến đồ. Đi thì trong một bữa hay hai bữa trở về. Thì đến đi, có đi ba bữa. Bữa con đi đó con, tính là tính trong nhà con đi, con trên núi vậy. Con tính, ngày đó, rồi ba bữa con mới về. Thì đó trong cái quyết định dàn diện bây giờ cái sau đó cảm nhận nó đi rồi đó. Đó cái diện đó thì cái dân là ở đây không ai cấm cản đó. Nó cứ điện thoại cho con. Con có lấy điện thoại con đâu, con xài nãy giờ con nói gì vậy? Lấy điện thoại xem. Bây giờ đi chừng nào đi? Vậy là đi đi đường không phải không? Đường, dạ, tôi không đi đường. Con đi về, đi về. Con nhà. Không luôn, đi là đi luôn, không cho bước chân về nhà. Rồi con mày. Hết rồi. Vậy tới lui nó không chỉ là biết thăm thôi nha. Cũng cho mày nói chứ không có. Con ra mày sang ra đây rồi hỏi cái gì nhà mày. Giao lại đây cho cha mẹ rồi mày chở thì mày thăm cái gì rồi. Tôi nói vậy đó. Nó đi thì nó xong quần áo đi hết luôn, đi ra khỏi nhà. Còn nếu mà nó để lại là tôi đốt còn một cái luôn. Tôi nói rồi. Không có đi ra khỏi nhà, không có cho bước chân gì tới nhà. Không có ai xô đuổi. Tự muốn đi thì đi. Còn phân biệt cho con chim sâu rồi phải đi ra khỏi nhà tôi. Không có chứa chứ sao một phút một ngày nào trong nhà tôi hết trơn. Tôi nói rồi. Sao người ta kêu nghiêu ta mắng chữ rồi, chứ này cho chữ luôn. Nó kìa quá, bây giờ nó coi tôi cũng muốn đây. Mày ăn chữ, lúc này con không chữ, lúc không bị chữ nữa. Bây giờ mày phân biệt hả, mày phân biệt. Ra tại con mắt hiếu. Tại mất khiếu bỏ cha bỏ mẹ. Cũng vì một cái con này mà đi theo nó bỏ cha bỏ mẹ. Không có nghĩ gì mà ăn không lo mà nghĩ mà gì hết. Ai kêu đi đâu là đi, ai kêu là đi. Đó bây giờ nãy nó nói giờ nó có chỗ nào rồi thì cho nó đi luôn. Mẹ nói phân ra, nếu mà mày đi thì mày đi, mày đi theo nó là mày đi luôn. Không cho mày bước chân gì tới nhà. Mẹ coi mày như mày chết hồi nhỏ đi. Như mày không có cha có mẹ đi. Đó mẹ nói vậy đó. Một cái con mà nó biết coi cha coi mẹ, kính trọng cha mẹ rồi này kia, mày là vậy tao cũng buồn. Còn cái này một cái con không có ra gì, không có ra gì hết á. Bây giờ mày nằm mày suy nghĩ đi. Một cái con nó không có ra gì chứ. Hỏi chứ sáng nó thì ngủ tới 9, 10 giờ mẹ gặp dọn dẹp, quét nhà, quét cửa, lên nhà, đâu cửa sẵn hết. Thức dậy kêu, thức dậy tắm rửa rồi xách cái cặp đi. Không có biết cái gì ở trong cái nhà này hết. Đó. Rồi hỏi nhắm mà bây giờ cha mẹ già rồi nhắm mà gì. Nó ở trong nhà nó bằng cái gì. Nó có lo gì cho cha cho mẹ mày không? Hả? Nó có lo cái gì cho cha cho mẹ mày không? Nếu mà mày đi theo, nếu mày bỏ không ăn việc làm hết. Bỏ không ăn việc làm hết, mày không có lo cái gì hết. Có xứng đáng không đâu. Thì mày nói đi. Xứng đáng là con còn không xứng đáng cho nó đi theo. Con nó còn bỏ được mà đừng nói cho cha mẹ. Hồi đó mày đâu có cỡ này diễn gì luôn. Từ ngày gặp cái con này hiếp rồi bây giờ á. Cỡ đó á. Coi cha mẹ không ra gì hết. Tao nói giờ rồi đó, tao nói phân hai ra đó. Nếu mà ở nhà con chim sâu đi liền. Còn nếu mà mày thương chim sâu, mày đi theo chim sâu là mày đi ra khỏi nhà tao luôn. Mày không có bước chân về tới đây nữa. Tao coi như không có mày đi. Đó tao bây giờ tao phân rồi đó. Không có còn nói cái gì nữa hết trơn á. Mà chân của tao mà có chết tao nằm xuống rồi á. Dứt phát
không cho mày về mày đốt một cây nhang hay là mày để tan gì cho tao á, tao nói rồi, dứt khoát là dứt khoát. Tao nói thiệt với mày luôn. Mày quá thế rồi. Cái một cái con vợ mà biết lo cho cha cho mẹ mình à, lại kia không nói. Còn cái này cha mẹ mẹ mà nói lại nó trả lời xong xỏng. Hồi sáng mày thấy chưa, tước mắt mày chứng kiến nó nhào vô nó quýnh tao đó, mày thấy chưa? Đó, nó có khùng không hả? Nó có khùng không? Rồi còn nói cái của trong cái nhà này á, mấy người mà Mạnh Thường Quân mà bên nó, nó nói là nói cái của này là của Chim Sâu, nhờ Chim Sâu nó bắt. Cái nào của Chim Sâu cứ việc xách đi, tụi bay có nhà có cửa, và cái nào của tụi bay cứ việc xách đi đi, tao không cần. Tao nói thiệt, cái nào của Chim Sâu cứ việc xách đi, chứ đừng có nói buông ra nó nhờ có Chim Sâu mới có cái này đó. Cái nào của tụi bay đó, tụi bay cứ việc xách đi. Ở dưới nó có khùng không, buông ra nó kể lại, nó cũng à, nó mới được cái nhà này. Nhớ kỹ nha Nu, mày nhớ kỹ nha Nu, cái nhà này là nhà nước cho tao nha, chứ đừng có nói mà nói ừ nhờ trên sông nó có cái nhà này nha. Trời ơi, thiệt tình nó cất cái nhà này lên người ta mất cỡ sức rồi Nu ơi. Buông ra thì nó dành của nó, còn hơn là của mà còn hơn là bị khự gì mà bự dữ lắm vậy. Buông ra thì người này dành người kia dành, nổ sức vậy đó. Ở đó mày ở cái nhà đá, nhà đạp, cái nhà mình sập lên sập xuống, nó sao không ai lại dành, không ai lại nói. Bây giờ cất cái nhà này lên rồi bắt đầu có chuyện. Chuyện không đó, đắp xuống trên sâu gì, nói này nói kia, dành nhà, dành cửa. À, muốn làm như vậy á, cho tao là chắc đạp tao đi, tao bỏ nhà tao đi về bển tao ở. Không bao giờ có đâu nha, đừng có mơ. Đừng có mơ. Tao kìa đấy mà ở cái đàn chị sau cũng có lắm. Tức trên sau cũng có lắm. Tao đã bây giờ bắt đầu qua cái đàn chút được đấy. Bắt đầu cái này tới đồ thằng nghe. Nó cái nhà này nhà của nó. Nó cho ai đắp xuống nó. Tao đây thì nói chuyện nhiều tâm quá hẳn hợp nữa. Trời mưa lớn quá nhà, việc mà ghi hình và chia sẻ cả nhà nó không có được rõ. Giờ cũng xin kết thúc video để cập nhật thêm bên ngành đó đăng ký để theo xem tiếp theo câu chuyện như thế nào cả nhà. Xin chào ạ.